dù khu đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, dự án khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Ánh Khoa, nhưng do chính quyền buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng cá nhân cố tình xây dựng công trình mới trên diện tích đất nông nghiệp nằm trọn trong phần đất của dự án. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà còn làm ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng và môi trường thu hút dự án vào đầu tư trên địa bàn. Toàn bộ cánh đồng này là diện tích đất nông nghiệp thuộc thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, vẫn được nhân dân canh tác sản xuất nông nghiệp. Dù không được phép, nhưng trong mấy ngày qua, gia đình bà Đỗ Thị Thuyết ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ đã ngang nhiên đổ cát, san nền, tập kết vật liệu xây dựng, bao quanh khu ruộng canh tác nhằm mục đích biến thành khu lăng mộ riêng của gia đình với diện tích khoảng 120m². Vi phạm nghiêm trọng vào khu đất mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có quyết định phê duyệt đồ án, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho chủ đầu tư lập quy hoạch để thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Người ta xây thế này là sai mục đích của quy hoạch của nhà nước rồi. Chúng tôi cũng đã cấm biển, có dự án, báo cáo mới lại trên rồi. Thế đây là người ta cố tình người ta xây thôi. Làm việc với lãnh đạo thị trấn Yên Mỹ cho biết, việc xây dựng này là hoàn toàn sai phạm ngay khi xây dựng ngành chức năng của thị trấn đã yêu cầu dừng và lập biên bản, nhưng hộ gia đình bà Thuyết vẫn cố tình lén lút xây dựng. Công trình xây dựng trên khu đất rộng hàng trăm mét vuông, khi lãnh đạo thị trấn cho rằng hộ cá nhân cố tình xây dựng vụ trộm là hoàn toàn thiếu thuyết phục. Từ sự việc này, nhiều người đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý cũng như có hay không việc buông lỏng quản lý của chính quyền thị trấn Yên Mỹ khi không quyết liệt xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Của chị Thuyết là đã vi phạm đối với cả cái quy định của nhà nước. Thế trong thời gian sắp tới thì Ủy ban thị trấn Yên Mỹ sẽ triển khai là mời hộ gia đình bà Thuyết ra làm việc và lập biên bản và yêu cầu bà Thuyết trong thời gian tới phải tháo dỡ và công trình di chuyển đi nơi khác. Hiện nay các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh thực hiện giải tỏa công trình xây dựng vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những sự việc như để xảy ra công trình xây dựng vi phạm mới nằm trong quy hoạch đất dự án như ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ cần phải được xử lý dứt điểm để không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án và môi trường thu hút dự án vào đầu tư trên địa bàn tỉnh.